Có mỗi cái rắc bé tẹo teo này mà 200.000. Hôm nay em sẽ giải đáp những cái thắc mắc đó cho tất cả anh chị. Thì đối với cái rắc chuyển đổi Nining 3.5 này thì bắt buộc anh chị sẽ phải dùng cái rắc chuyển đổi chính hãng thì nó mới nhận được âm thanh từ dây live stream vào điện thoại live stream anh chị nhé. Còn những cái rắc chuyển đổi không chính hãng thì nó sẽ không nhận được âm thanh. Đối với những rắc tầm 20-30.000, 50.000 hoặc 100-150.000 đi chăng nữa thì nó cũng không nhận được âm thanh, bởi vì nó không phải là rắc chính hãng. Rắc chính hãng này thì nó sẽ có cách nhận biết như sau. Đầu tiên, về chiều dài của cái rắc này thì nó sẽ có chiều dài tầm khoảng 8 cm, thì anh chị có thể lấy cái thước kẻ để chúng ta đo. Tiếp theo, ở trên cái dây rắc chuyển đổi này thì nó sẽ có cái dòng chữ đó là Designer by Apple in California đó. Cách nhận biết thứ ba đó là khi chúng ta gập cái mép cao su này vào này, gập cái mép cuối, gập cái rắc này vào, thì cái mép cuối của cái rắc này thì nó sẽ trùng khớp với loại cái mép cao su của rắc nha anh chị nhé. Đó, khi chúng ta gập hờ nhá thì nó sẽ trùng khớp với lại cái mép cao su của cái rắc này luôn. Đó. Cách thứ tư đó là rắc gì thì rắc, nếu mà rắc chính hãng thì chắc chắn nó phải nhận âm thanh được thì nó mới là rắc chính hãng, đúng không? Giữa cái rắc ở trong hộp và rắc ở ngoài như thế này thì nó có khác nhau nhiều không? Thì cái này thì chúng ta cũng không quan trọng quá về cái hộp anh chị nhá. Miễn làm sao nó là rắc chính hãng, nhận âm thanh live stream là được. Khi mà anh chị mua sản phẩm của bên em ấy thì đa số là bên em sẽ phải bóc hộp, cái vỏ hộp này ra, sau đó là em sẽ cắm vào cái dây live stream và kết nối vào điện thoại, test cái rắc này cho anh chị trước. Sau đó là bên em sẽ cắm sẵn vào cái dây live stream này để gửi cho anh chị. Ngoài cái rắc chuyển này ra thì anh chị cũng có thể sử dụng những cái búp chuyên dành cho live stream, ví dụ như cái búp live stream mono vừa sạc vừa live vừa PK, hiện tại được rất nhiều anh chị idol sử dụng bởi vì nó PK rất là ổn định. Tiếp theo nữa là nếu mà anh chị mà chỉ quay video thôi mà muốn âm thanh ra stereo, âm thanh nổi ấy, thì anh chị có thể sử dụng cái búp vừa sạc vừa live cho ra cái âm thanh stereo nhá anh chị nhá. Thì cái này thì nếu mà những cái dòng búp stereo ấy thì nó sẽ không PK được anh chị nhá. Tham khảo những cái rắc chuyển đổi với lại cái búp live stream như thế này thì anh chị có thể bấm vào phía bên trái màn hình của tất cả anh chị để anh chị có thể tham khảo. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.